về thi phẩm Ánh Trăng. Về thi phẩm Ánh Trăng này, chúng ta được biết những thông tin về tác giả Nguyễn Duy và hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm này, đúng không? Về mỗi tác phẩm nhé, đặc biệt là tác phẩm thơ, các bạn hãy giúp chị một cái thao tác như thế này khi mà chúng mình ôn tập kiến thức nền này. Bao giờ cũng vậy, chúng ta sẽ có kiến thức về tác giả, đúng không? Chúng ta sẽ có kiến thức về tác giả này. Chúng ta sẽ có kiến thức khái quát chung về tác phẩm nhá, đúng không? Thì có phải là ở đây nhá, các bạn sẽ cùng ôn tập lại với chị này. Về tác giả Nguyễn Duy chúng ta có một số những cái từ khóa như thế nào nhỉ? Về tác giả Nguyễn Duy chúng ta có một số những từ khóa ra sao để ghi nhớ được thông tin về tác giả này đây? À, chúng ta được biết đây là một tác giả mà sinh năm 1948. Một cái con số khá là quen thuộc với chúng mình, đúng không? Bài thơ Đồng Chí ra đời năm 1948 đấy. Vậy là tác giả Chính Hữu là một người chiến sĩ rồi, là một người lính cầm súng vừa sáng tác thơ, thì vào năm 1948 đã sáng tác nên bài thơ Đồng Chí. Nhưng khi đó thì tác giả Nguyễn Duy của chúng ta mới ra đời. Các em đã thấy được cả một cái quãng thời gian lịch sử rất là dài. Vậy là chúng mình được học những cái tác phẩm xuyên suốt cả một quãng thời gian lịch sử của chúng ta đấy. Hiểu không nào? Đó, sau đó thì chúng ta cần phải nhớ này. Về một tác giả Nguyễn Duy, chúng ta hãy ghi nhớ được rằng là ông từng là bộ đội thông tin, từng tham gia chiến đấu ở nhiều chiến trường. Tức nghĩa là Nguyễn Duy cũng đã có một cái khoảng thời gian là chiến sĩ ở trong quân đội. Và cái khoảng thời gian đó thì như trong bài thơ Ánh Trăng đấy, trần trụi với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ, ngỡ không bao giờ quên cái vầng trăng tình nghĩa. Là một quãng thời gian mà để lại dấu ấn rất lớn trong cuộc đời nhà thơ Nguyễn Duy. Và đó cũng là một trong những cái ký ức mà ông hay đưa ở trong các tác phẩm của mình. Ok không nào? Để tác giả Nguyễn Duy nhá, từng là bộ đội thông tin này, đúng không nào? Rồi là gì nữa nhỉ? Chúng ta cần phải ghi nhớ được đó là cái vai trò của Nguyễn Duy ở trên thi đàn. Ông đã trở thành một gương mặt tiêu biểu trong lớp nhà thơ trẻ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, đúng không ạ? Kháng chiến chống Mỹ. Và ông vẫn luôn bền bỉ sáng tác. Về mặt phong cách sáng tác nào. Phong cách sáng tác của Nguyễn Duy thì thơ ông có sự kết hợp hài hòa giữa cái duyên dáng trữ tình, đúng không ạ? Duyên dáng trữ tình lại kết hợp hài hòa cùng với cả cái chất thế sự sâu sắc. Ok chưa? Vậy là học theo từ khóa như thế này nhá. Các bạn đã có được những cái thông tin khái quát nhất liên quan đến tác giả Nguyễn Duy rồi. Chúng mình có thể vận dụng được những ý này để viết một đoạn văn khái quát về tác giả. Và trong bộ sổ tay văn học thì đối với mỗi tác phẩm, chúng ta đều có một phần tác giả, có cái bảng ghi nhớ những ý chính như thế này. Sau đó là sẽ có phần đoạn văn viết mẫu để chúng mình chuyển những ý chính này thành một đoạn văn khái quát về tác giả như thế nào. Hiểu ý chị không? Đó, tương tự đến với phần tác phẩm này, chúng ta sẽ có những cái thông tin lưu ý như thế nào nhỉ? À, chúng mình cần phải biết về hoàn cảnh sáng tác, đúng không? Hoàn cảnh sáng tác này. Chúng ta cần phải ghi nhớ được về mạch cảm xúc này, đúng không? Rồi là gì nữa nhỉ? Đúng rồi, ý nghĩa nhan đề. Và đây là một bài thơ được sáng tác theo thể thơ 5 chữ, đúng rồi, 5 chữ cũng được mà ngũ ngôn cũng được, hiểu không? Vậy thì nhá, đi vào từng ý một. Hoàn cảnh sáng tác thì bài thơ Ánh Trăng, nếu như các em không nhớ được cái mốc thời gian chính xác là vào năm 1978, 3 năm sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, thì các em chỉ cần ghi nhớ là đây là một thi phẩm ra đời trong cái bối cảnh đất nước đã hoàn toàn thống nhất. Tức nghĩa là cái giai đoạn gian lao mà vô cùng anh dũng đã đi qua rồi, nó đã trở thành quá khứ rồi, hiểu không? Và bây giờ thì tác giả trong cái bối cảnh hiện đại như thế này, trong cái đời sống với cả ánh điện cửa gương như thế này, thì tác giả trăn trở về một cái điều, về một cái lẽ sống của toàn bộ dân tộc chúng ta, lẽ sống uống nước nhớ nguồn. Và từ đó thì từ cái sự liên tưởng và gửi gắm những cái ý nghĩa biểu tượng nơi ánh trăng thì tác giả đã sáng tác nên bài thơ này, hiểu không nào? Chị Hiên hơn cả một bài văn. Ok chưa nhá? Đó, thì về hoàn cảnh sáng tác các em Có thể là ghi nhớ theo cái mốc thời gian hoặc ghi nhớ theo cái thời kỳ bối cảnh của đất nước lúc bấy giờ. Ok chưa? Rồi về mạch cảm xúc này, ở đây nhá, có một cái điều rất đặc biệt đối với thi phẩm Ánh Trăng của chúng mình. Là một bài thơ đấy, nhưng mà chúng ta cảm giác như là đó là một câu chuyện mà tác giả kể theo cái trình tự thời gian, từ thời gian quá khứ rồi trở về đến hiện tại, và cuối cùng là những suy ngẫm của tác giả. Có đúng không? Đúng không nào? Các bạn đọc lên thì thấy như thế đúng không? Nhá, đó là gì nhỉ? Đó là những câu thơ trong hai khổ thơ đầu tiên gợi nhắc chúng ta đến với cả vầng trăng trong quá khứ. Hồi nhỏ sống với đồng, với sông rồi với bể. Hồi chiến khu ở rừng, vầng trăng thành tri kỷ. Trần trụi với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ. Ngỡ không bao giờ quên cái vầng trăng tình nghĩa. Thì đó là vầng trăng trong quá khứ. Rồi tiếp tục cái mạch cảm xúc của tác giả này. Dòng cảm nghĩ trữ tình của nhà thơ ở trong bài thơ này luôn men theo với dòng tự sự. Vậy là một bài thơ nhưng có sự kết hợp tài tình giữa cả chất trữ tình và chất tự sự nữa. Hiểu không? Vừa có chất biểu cảm, vừa có chất tự sự. Là một bài thơ nhưng giống như là một câu chuyện mà tác giả kể với chúng ta vậy. Đúng không? Đó, thì vào cái thời điểm mà hiện tại thì lại có một cái sự việc diễn ra, một cái sự kiện diễn ra làm xoay chuyển mạch thơ, đó là gì? Thình lình đèn điện tắt, phòng building tối om, vội bật tung cửa sổ, đột ngột vầng trăng tròn. Và từ cái yếu tố đó, từ cái sự kiện đó thì dẫn dắt chúng ta đến với suy ngẫm của tác giả. Vậy là về mạch cảm xúc này, các em có thể ghi nhớ đó là mạch cảm xúc của bài thơ đi theo trình tự thời gian, và cái dòng cảm nghĩ của tác giả cũng men theo cái mạch tự sự của toàn bài vậy. Được không nào? Ok chưa? Các bạn nắm được phần đó không? Chúng ta sẽ cố gắng ghi nhớ bằng những cái từ khóa thì sẽ dễ hơn. Nhưng nếu như mà các bạn lo rằng là nếu mà chỉ ghi nhớ từ khóa như vậy thì em không biết cách diễn đạt, thì đừng lo. Lựa chọn của các bạn đối với sổ tay văn học là không hề sai. Bởi vì sao? Bởi vì trong phần sổ tay văn học ấy là đều có đầy đủ những ý chính của mỗi phần này, và sau mỗi phần này đều có một đoạn văn để giúp các bạn diễn đạt những ý chính đó một cách hoàn chỉnh ra sao, đưa vào bài như thế nào. Và đối với phần kiến thức nền cũng vậy, một lát nữa chị sẽ trao đổi cùng với các em nhé. Được không nào? Các bạn đã học bài thơ này chưa? Mà sao chị giảng mà có vẻ như các bạn cứ như là đang mới học lần đầu tiên ấy nhở? Cứ như là nghe lần đầu tiên vậy. Đó. Thế thì bây giờ các bạn giúp chị giải thích ý nghĩa nhan đề Ánh Trăng được không? Giúp chị giải thích ý nghĩa nhan đề Ánh Trăng nào. Khi mà chúng mình giải thích ý nghĩa nhan đề thì có những cái bước như thế nào nhỉ? Đầu tiên chúng ta phải nêu được cái ý nghĩa thực đã. Đúng không? Đầu tiên chúng ta phải nêu được cái ý nghĩa thực đã, sau đó thì mới nêu những cái ý nghĩa biểu tượng là gì. Ok chưa? Đó, ý nghĩa thực là gì rồi ý nghĩa biểu tượng là gì? Ý nghĩa thực ở đây là sao nhỉ? Ánh trăng thì có nghĩa là gì? Nào, các bạn học chưa? Các bạn học bài này chưa? Các em đã học thi phẩm Ánh Trăng ở trên lớp chưa nhỉ? Hoặc là khi mà đọc cái từ Ánh Trăng lên thôi thì các bạn hình dung ra điều gì? Ý nghĩa thực của nó trước đi. Chúng mình chưa xét đến đây là biểu tượng cho điều gì. Chúng mình mới xét đến là ở đây Ánh Trăng. Nhắc đến Ánh Trăng thì các em hình dung ra một cái sự vật, hiện tượng gì? Nào, trả lời câu hỏi của chị nào. Từ nãy đến giờ là chị nói hơi nhiều rồi nhỉ? Thôi bây giờ để dành cho các bạn nói đi, để dành cho các bạn chia sẻ đi. Nào, về ý nghĩa nhan đề Ánh Trăng. Ánh trăng trước tiên là giúp chúng ta hình dung đến một cái hình ảnh, một cái sự vật gì nhỉ? Đó, đọc lên như vậy là đã biết rồi đúng không? Quá đơn giản nhỉ? Ánh trăng trước tiên về ý nghĩa biểu tượng ạ. Về ý nghĩa thực này, khi mà chúng ta nêu về ý nghĩa nhan đề thì nói gì thì nói, chúng ta cũng cần phải hiểu được ý nghĩa thực của cái hình ảnh được nêu trong nhan đề đó đã. Được không? Thì ở đây ánh trăng trước tiên là một hình ảnh đẹp của thiên nhiên, tươi mát và thi vị. Ánh trăng là hình ảnh của thiên nhiên mà, đúng không? Đó là ý nghĩa thực. Nhưng sau đó còn là ý nghĩa biểu tượng. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta có cái ý thứ hai này, đó là với cái nhìn liên tưởng của tác giả thì ánh trăng chính là biểu tượng cho quá khứ, nghĩa tình, cho người bạn tri kỷ. Hiểu không? Đó, vậy là cái biểu tượng đầu tiên là quá khứ, nghĩa tình. Là người bạn tri kỷ. Đúng không nào? Đó, nhưng chưa hoàn toàn dừng lại tại đó. Ánh trăng còn là biểu tượng cho ánh sáng lương tri soi chiếu. Đó là một điểm đặc biệt mà chúng ta bắt gặp ở trong thi phẩm này. Ánh trăng thì đã là một hình ảnh không phải là quá mới lạ ở trong thơ ca nữa rồi. Nhiều người đã vận dụng ánh trăng, đã có những cái tình cảm, những cái cảm xúc mỗi khi đối diện với vầng trăng để rồi viết nên những cái câu thơ vô cùng đặc sắc. Đúng không nào? Đó, thì ở đây tác giả Nguyễn Duy cũng với một cái hình ảnh quen thuộc đấy, nhưng mà tác giả lại gửi gắm nơi ánh trăng những ý nghĩa biểu tượng khác nhau. Và đặc biệt chúng ta chỉ bắt gặp trong bài thơ này. Đó chính là ánh trăng là biểu tượng cho ánh sáng lương tri, soi chiếu những góc khuất trong tâm hồn con người. Để làm gì nhỉ? Để nhắc nhở và thức tỉnh con người một cái lối sống ân nghĩa thủy chung. Vậy là ở đây chúng ta có thêm một ý nghĩa biểu tượng nữa. Đó chính là ánh sáng của lương tri. Giúp soi chiếu những cái góc khuất trong tâm hồn con người. Đó, hiểu chưa? Nhá. Chúng ta sẽ có 3 cái ý nghĩa biểu tượng này liên quan đến ánh trăng. Và chúng ta sẽ dựa vào đây để giải thích ý nghĩa nhan đề của thi phẩm, nếu như mà gặp cái câu hỏi này các bạn nhá. Được không nào? Đó, ok chưa? Rồi nhá, đây là đều, tất cả phần này đều là những cái thông tin khái quát. Đều là những cái thông tin khái quát mà khi mà chúng mình đi thi thì có thể gặp, có thể vận dụng nó vào việc là chúng mình viết cái đoạn văn khái quát về tác giả tác phẩm trước khi đi vào thân bài, đúng không? Hoặc là đây chúng mình sẽ vận dụng những thông tin này để trả lời những câu hỏi đọc hiểu. Có thể đề bài đưa ra chúng ta 1-2 đoạn thơ ở trong bài thơ này, xong rồi không trích tên, cũng không trích tên tác giả, xong rồi hỏi chúng mình là đoạn thơ trên được trích trong thi phẩm nào, tác giả là ai, hãy nêu khái quát về hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm này, rồi hãy giải thích ý nghĩa nhan đề của thi phẩm này chẳng hạn. Hiểu không? Các bạn hiểu không? Đó, cho nên là những cái phần kiến thức khái quát này chúng mình không thể coi nhẹ được. Hãy cố gắng nắm chắc nó nhé. Nắm chắc, nắm đúng. Đây không phải là chỗ mà chúng mình có thể dông dài rồi, có thể là viết miên man ở phần này được. Phần này chỉ cần trả lời đúng, trúng là chúng mình được điểm rồi. Các bạn hiểu ý chị không? Nhá. Khi mà chúng mình trả lời câu hỏi đọc hiểu hoặc là viết đoạn văn khái quát về tác giả tác phẩm thì chúng ta sẽ lưu ý những thông tin này.